Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng thủ thuật mã màu để tìm ra cái xung đột về vị trí vết bằng giữa tường, cột vách, giữa bộ hồ sơ kiến trúc và kết cấu. Các bạn hãy mở cửa sổ Selection Trees và khóa nó lại trên màn hình. Chuyển xuống mô hình kết cấu, tìm đến tầng 5. Các bạn hãy chọn cột và vách chịu lực. Lưu ý, không chọn đối tượng dầm trong giai đoạn này. Chuột phải, Override Items và chọn Override Color. Tôi sẽ ngả đối tượng này về màu cam. Ok, trong cửa sổ Selection Tree, các bạn kéo chuột lên và lưu ý rằng chúng ta đang giữ Control để chọn tiếp đối tượng tường ở trên mô hình kiến trúc nữa. Sau đó, các bạn chọn Hide Unselected từ thẻ Home, All Visibilities. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ làm xuất hiện các đối tượng tường ngăn chia kiến trúc và cột vách bê tông ở trên tầng điển hình số 05 thôi. Các bạn hãy chuyển lên mặt góc nhìn thiên đỉnh, sau đó đổi sang góc nhìn chụp đo Orthographic. Để rõ ràng hơn, các bạn có thể lựa chọn theo hình thức là đổi các cái tường ngăn chia kiến trúc sang màu hồng nhạt chẳng hạn. Chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được hơn trên mặt bằng. Như vậy, các bạn sẽ dễ dàng quan sát được này, các cái vị trí mà tường kiến trúc màu hồng này ăn vào màu cam, đó là những vị trí mà nó tiềm ẩn các cái xung đột. Ví dụ là như này, đây là vách bê tông chẳng hạn. Cái tường ngăn chia kiến trúc này nó đang xây xuyên qua cái vách đó, vậy thì đây là một cái xung đột về mặt bằng của kiến trúc và kết cấu, lý do là các kiến trúc sư và kết cấu sư phối hợp chưa chuẩn thôi. Và lỗi này không phải là lỗi nghiêm trọng chúng ta bắt buộc phải chỉnh sửa trước khi mà hoàn thiện cái bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Để đánh dấu được cái vị trí nghi vấn này, các bạn hãy vào thẻ View và chọn Show Grid hiển thị các cái vị trí lưới trục lên. Và bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn định vị được vị trí kiến trúc và kết cấu cần phải kiểm tra kỹ hơn trước khi kết xuất bộ hồ sơ kỹ thuật xây dựng. Tôi sẽ sang thẻ Review, chọn Cloud, khoanh vùng vị trí này lại. Mũi tên, Text, các bạn hoàn toàn có thể ghi chú vào đây. Kiểm tra lại vị trí tường kiến trúc. Sau khi chúng ta tạo ra các cái markups, các cái đánh dấu ở trên khung nhìn này sẽ nằm tại vị trí này. Tôi ấn chuột phải và rename, đổi tên luôn. Và đặt tên lại là vách bê tông tường kiến trúc. Quá sát nhau. Kiểm tra lại. Sau đó tôi chọn chuột vào khung nhìn tĩnh này, di vào thư mục World Columns của tầng 5. Như vậy tôi vừa thực thi cái công tác số 2, đó là dùng kỹ thuật phủ màu trên góc nhìn chụp đo thiên đỉnh đánh giá các cái vị trí bất hợp lý về vết bằng tường ngăn chia kiến trúc so với cột vách bê tông. Lý do tại sao phải làm như vậy, bởi vì sao, trong hồ sơ kiến trúc có cột vách bê tông, vậy nên nó thường xảy ra cái sự xung đột đá nhau về vị trí giữa hồ sơ này với hồ sơ kia, và phủ màu là một cách làm mà chúng ta có thể xem xét đến trong giai đoạn làm thiết kế cơ sở.